lại vào bếp cùng Gigi. Và món ăn ngày hôm nay là gì nhỉ? Món ăn ngày hôm nay sẽ là cơm chiên thịt bò với phô mai. Cái món đầu tiên này thì không thể thiếu thịt bò. Thịt bò mình đã thái ra sẵn rồi. Đây là 400g và khoảng 3 tô cơm. Nếu các bạn có cơm nóng thì các bạn để vào tủ lạnh để cho cái hạt cơm nó se lại. Để trong tủ lạnh, hạt cơm se lại thì lúc đó chiên cơm, hạt cơm sẽ săn và ngon hơn. Gia vị để cho vào món cơm chiên thịt bò phô mai hôm nay gồm có cơm nguội, thịt bò, lấy cho mình thêm 2 quả trứng nữa nha. Để ướp thịt bò thì các bạn cho một chút muối vào trong thịt bò, chút tiêu, một chút dầu ô liu, chút tỏi và đảo lên. Các bạn ướp thịt bò khoảng 15 phút cho gia vị ngấm vào trong miếng thịt đầu tiên của tiên là các bạn sẽ phải cho dầu. Chảo nóng thì mình cho tỏi và mấy cái đầu hành vừa nãy mình thái đã sơ ra. Các bạn thấy dầu bắt đầu sôi và tỏi cũng đã có mùi rất là thơm. Thịt cháy mà nó chỉ có lên mùi thơm thì mình bắt đầu cho hành tây vào, mình đảo tiếp, đảo cho đến khi nào mùi hành tây và mùi tỏi nó dậy mùi và cái hành tây nó trở nên trong thì lúc đó mình sẽ cho thêm mấy thứ khác vào. Nên các bạn để lửa trung bình lớn nha, đừng để lửa to mà đừng để lửa nhỏ quá thì dầu nó sẽ không sôi được. Thơm quá. Sau một hồi hành tây và tỏi đã dậy mùi thơm nức, có một vài chỗ nó bắt đầu cháy cháy rồi, mình đổ rau cần tây vào đảo tiếp. Đây mình chỉ đảo sơ sơ và một chút xíu là được. Cho cà rốt. Cái này là theo quy luật là nhanh chín thì mình cho vào sau, và cái nào lâu chín thì mình cho vào trước. Lúc này mình cho thêm chút muối để giữ đậu xanh của rau củ quả. Cà rốt thì mình phải ăn nó sực sật mới ngon nhé, chứ không chín quá thì ăn nó không ngon nhé các bạn nhé. Thế nên là lý do mình cho cà rốt sau cùng là như vậy đấy. Khi thấy cà rốt cũng đã chín, mình bắt đầu cho thịt bò. Các bạn chỉ cần đảo cho nó chín tái thôi, không cần là chín. Để lát mình trộn với tôm thì là lúc đó là thịt bò chín là vừa. Nên các bạn chỉ cần đảo tái thôi, đảo cho đậu. Cái đậu này không nấu lâu được. Và cho ngô. Khi các bạn cho đậu và cho ngô vào rồi thì các bạn thấy thịt bò đã tái chín, có chỗ sống, chỗ tái. Và bây giờ mình tắt bếp đi để mình chiên cơm, và khi nào cơm được thì mình sẽ cho dứa. Dứa mình sẽ không cho vào cái hỗn hợp này bởi vì dứa chảy nước. Khi mà các bạn cho dứa vào và các bạn phải tắt nhấc cơm ra ngay, nếu mà không thì để cơm chảy nước nó không ngon. Dứa sẽ cho rau sau cùng, dứa và phô mai sẽ là thứ sau cùng để cho vào đồ ăn. Và bây giờ mình tắt bếp. Sau khi cơm
Một là các bạn có thể đập thẳng chúng vào trong nồi cơm và trộn đều lên, rồi sau đó bạn sẽ chiên cơm. Cách đó sẽ cho bạn các bạn thấy là hạt cơm sẽ được bao đều màu vàng. Còn cách thứ hai là sau khi cơm bắt đầu chín, bắt đầu giòn, bắt đầu rang giòn, có vẻ giòn thì các bạn sẽ đập trứng cho vào. Mình thì mình thích cách thứ hai hơn, bởi vì cách thứ hai cho mình ăn lúc mình ăn thì có cảm nhận được có trứng ở trong. Cách thứ nhất thì trứng đã bao cái hạt gạo vào rồi, thế nên là mình không cảm nhận được trứng ở đâu cả. Trong lúc nguội thì mình đã cho vào trong, đã trộn chung với cả cái nhân thập cẩm vừa nãy. Và các bạn thấy không, không hề có một tí nước nào chảy ra. Và tí nữa khi mà trước khi bắc cơm ra thì mình sẽ cho vào mình trộn đều. Lửa cũng để lửa trung bình lớn nhé, chứ không phải là để lửa lớn, để lửa lớn thì nó sẽ bị cháy. Mình đợi một chút cho nóng chảo. Và chảo bây giờ đã nóng, mình bắt đầu cho cơm vào chiên. Tất cả luôn, hết luôn nồi cơm các bạn. Nào để cho thấm mỡ từng hạt cơm, dầm cơm ra nhé, đừng để sụt cục. Các bạn nhìn thấy không, tất cả các hạt gạo đều giống đều bao bọc đầu ăn. Mình chiên cơm này cũng mất khoảng 15-20 phút đấy. Bây giờ mình để đây chút cho cái cơm ở nước dưới nó được giòn. Sau mấy phút các bạn thấy ở dưới cháy cháy, hơi cháy xém cái hạt gạo, thì các bạn lại đảo đều lên cho cái lượt ở trên nó được xém xém, ấn tiếp xuống để cho nó xém ở cái mặt gạo. Bên mình bắt đầu dở lần thứ hai, các bạn thấy không, mặt này bắt đầu đã cháy xém rồi đấy. Bạn nào không thích cháy thì có thể chở liên tục được, nhưng mà nhà mình thì mình thích ăn cháy 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 một tí, hạt cơm nó mới giòn. Bắt đầu mình cho muối, mình dở đi dở lại khoảng 3 lần nhé, mỗi mặt 3 là sau lần thứ 3 thì mình cho trứng. Đây, hai mặt đều đã cháy xém đều. Đảo đều đấy. Làm sao cho tất cả các hạt cơm đều có trứng được bám quanh, và các bạn có thể nhìn thấy cái vân trứng ở trên hạt gạo. Và bây giờ đến phần nhân, mình cho hết vào và tắt bếp. Hành, rau hành và đảo đều hết lên luôn, tắt bếp. Không bật bếp nữa các bạn nhé. Nếu mà các bạn bật bếp thì cái dứa nó sẽ bị chảy nước, và lúc đó sẽ không còn ngon nữa. Thì nước dứa chảy ra nó sẽ làm mềm cái hạt gạo, và mình sẽ không còn được giòn cái cơm nữa các bạn. Thế nên là khi các bạn trộn một cái là các bạn sẽ bắt ra luôn. Bây giờ các bạn sẽ lấy ra đĩa, và sau khi trang trí trên đĩa rồi các bạn sẽ cho cheese ở lên trên. Và món ăn sau.